Cách ẩn số điện thoại trên Telegram. Chọn vào Setting phía bên dưới góc tay phải màn hình. Tìm và chọn vào Privacy and Security. Trong phần Phone Number, chọn vào. Quý vị để ý, ở đây mặc định nó là Everybody, tức là ai cũng có thể nhìn thấy số điện thoại của bạn nếu như họ add cái link của bạn vào cái danh bạ của họ. Để ẩn số điện thoại đi, quý vị chỉ cần chọn vào Nobody, tức không ai có thể nhìn thấy số điện thoại của bạn. Trong phần bên dưới, quý vị có thể chọn vào Everybody hoặc My Contact đều có thể được. Cái này là họ sẽ tìm cái số điện thoại. Ở đây tôi sẽ để là My Contact. Trong cái phần cuối cùng là Always Share With. Các bạn muốn chia sẻ cái số điện thoại của mình cho những người dùng Telegram khác thì các bạn có thể add nó vào đây. Còn không thì có thể vuốt màn hình sang để xóa nó đi. Rồi, và đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay và bổ ích, đừng quên đăng ký, chia sẻ, theo dõi kênh. Xin cảm ơn.